có phút giây nào người nghe tâm mình trống không, và có phút giây nào đời người hoan phù xót xa, thì hãy hướng tâm lên tìm gần bên Chúa yêu thương, là chờ tin Chúa êm êm Ngài sẽ an ủi ta. Nếu có khi nào cuộc vui rồi sẽ xin ra mà vẫn thấy tâm hồn miệt mài cô đơn trong thế gian, thì hãy hướng tâm lên mộng về thiên quốc mai sau, là giờ danh sách cha tiên thần là giây phút vui khôn cùng. Hãy hướng tâm hồn lên, trong những lần nguy khôn, trong những lần cô đơn. Người ơi, chính Chúa là nguồn phước ân. Hãy hướng tâm hồn lên, hãy hướng tâm hồn lên. Sống ở trong đời làm người bao nhiêu tháng năm, dẫu có hết muôn sự, dẫu gian vinh hoa vẫn không, bạn vô thương tâm lên tìm gần bên Chúa yêu thương, đời còn chỉ vẫn an hơn, đời trong tay Chúa chờ. Hỡi những tâm hồn hiện còn đưa trên mái mê, còn bỏ chính thân mình tìm vào cuộc vui trong thế gian, thì hãy hướng tâm lên tìm đường ánh sáng vinh quang, ngọn đèn chân lý cha ban đời ngập trong sân thiên muôn đời. Hãy hướng tâm hồn lên, hãy hướng tâm hồn lên, trong những lần nguy khôn, trong những lần cô đơn. Người ơi, chính Chúa là nguồn phước ân. Hãy hướng tâm hồn lên, hãy hướng tâm hồn lên. Sống ở trong đời làm người bao nhiêu tháng năm, dẫu có hết muôn sự, dẫu gian vinh hoa vẫn không, bạn vô thương tâm lên tìm gần bên Chúa yêu thương, đời còn chỉ vẫn an hơn, đời trong tay Chúa chờ. Hỡi những tâm hồn hiện còn đưa trên mái mê, còn bỏ chính thân mình tìm vào cuộc vui trong thế gian, thì hãy hướng tâm lên tìm đường ánh sáng vinh quang, ngọn đèn chân lý cha ban đời ngập trong sân thiên muôn đời. Hãy hướng tâm hồn lên, hãy hướng tâm hồn lên, trong những lần nguy khôn, trong những lần cô đơn. Người ơi, chính Chúa là nguồn phước ân. Hãy hướng tâm hồn lên,
hãy hướng tâm hồn lên, hãy hướng tâm hồn lên. Hãy hướng tâm hồn lên.